Quốc Long, cú nhả bóng của Đình Tùng. Hoàng Thiện, Đình Tùng, đó là một pha phối hợp rất hay. Tỷ số là 8-0. Có lẽ trong một trận đấu có rất nhiều bàn thắng và U23 Việt Nam gặp một đối thủ dễ đá như thế này thì những pha làm bàn như vừa rồi sẽ khiến cho huấn luyện viên Phan Quốc Long đặc biệt hài lòng bởi cái cách mà Hoàng Thiện và Đình Tùng phối hợp với nhau. Đình Tùng đã có dấu ấn rất lớn khi anh đã khôn ngoan di chuyển để đón đường truyền của Hoàng Thiện. Một pha bóng mà Đình Tùng là người mở đầu và cũng là người kết thúc với tất cả sự chủ động từ cầu thủ số 7. Một pha phối hợp hay khi Hoàng Thiện đã đặt Đình Tùng vào vị trí thuận lợi. Và cú đá của Đình Tùng cũng mang về cho chúng ta những hy vọng vì sự trở lại của Đình Tùng là hết sức